Hi, hello, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ làm sao á dùng cho đúng cách những cái máy xay sinh tố, có thể là xay nước đá hoặc là xay trái cây hoặc là xay thịt, xay bất cứ cái gì. Gần đây khoảng 12 tháng. Nhưng mà người ta xài khoảng chừng 14-15 tháng thì cái máy nó đã hư rồi. Nó thường thường nó bị cháy motor. Ngay cả những cái máy xay sinh tố này cũng vậy. Thì không phải là đồ hiệu mà mình muốn xài sao xài mà nó không hư đâu nha. Ngay cả đồ hiệu hoặc là đồ rẻ tiền, đồ Trung Quốc chẳng hạn. Mình vẫn xài mấy cái máy xay sinh tố của mình thường thường là xài khoảng chừng mười mấy năm không à. Thì nó mới hư. Thì trong cái máy... mỗi hãng thì nó có những cái function, những cái mà để rằng mà những cái công dụng á, những cái công dụng nó khác nhau. Thì thường thường là có giống như cái những cái máy xay sinh tố như vậy đây, thì nó có những cái nút riêng là để xay nước đá hoặc là để xay tốc độ nhanh, tốc độ chậm. Nhưng thường á thì là những cái máy mà nhỏ giống như vậy đây, mấy cái máy xay sinh tố thì nó chỉ có một tốc độ thôi. Nhưng mà mình vẫn dùng để rằng mà xay nước đá hoặc là xay đồ cứng được nha. Thì bây giờ mình quay gần cho các bạn xem nó khác nhau cái chỗ nào và làm sao mà để rằng mà cho nó đừng có bị cháy motor nha. Như các bạn thấy như cái máy này đây thì là nó có cái nút Irish là để rằng mà xay nước đá. Và ở đây là nó có một cái nút fill đây. Đó. Cái nút fill là để hôm nay mình muốn nói là cho cái nút này nha. Và ở đây là tốc độ chậm và ở đây là tốc độ nhanh. Thì bây giờ mình thử cho các bạn xem nha. Thì là bây giờ cái xay nước đá này á, thì là mọi người đều biết rồi gì ha. Mình bỏ vô mình chỉ cần nút như vậy thôi. Ở đây hôm nay mình muốn nói là nếu mà cái máy của các bạn mua về mà không có cái nút xay nước đá mà để xay nước đá, mình vẫn xay được nha. Hoặc là các bạn nếu mà các bạn nào mà mua cái máy về mà có cái nút xay để xay nước đá thì các bạn cũng nên lợi dụng cái nút xay nước đá này đó để đăng mà xay những cái đồ cứng, chẳng hạn như là những cái đồ mà nó hơi cứng như cà rốt đi, thay vì mình phải sắc nhỏ ra thì mình cũng không cần sắc nhỏ ra, mình cho cái cục nó lớn cỡ gấp đôi cục này cũng được, mình bỏ vô thì nó cũng xay nát ra được. Thì bây giờ mình đổ cái này ra rồi mình lấy cái nước đá nguyên mình làm lại bằng cái nút kia cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ bỏ một cái nước đá vô. Cái này đang ví dụ là nếu mà mình mua cái máy xay sinh tố về mà nó không có xay cái nút xay nước đá mà mình muốn xay nước đá thì mình phải làm sao? Thường thường là có cái nút fill đây. Như các bạn thấy nó có cái chữ fill là các bạn xem nha. Thì nó cũng nhuyễn giống như nước đá thôi đó. Ở đây mình muốn chia sẻ với lại các bạn và các nhất là các chị các cô mà làm ở trong nhà bếp thường á, thì theo như mình thấy nếu mà người ta mua cái máy xay sinh tố mà không có cái nút mà Irish là xay nước đá hoặc là cái fuse á, thì thường thường á các chị các cô á thường bỏ thẳng đồ xay vào và mở một cái nút này để cho nó xay, để cho nó xay cho tới khi nào mà xong luôn rồi các chị các cô các bạn mới đổ ra. Đó là một điều sai lầm nha, rất là sai lầm. Dù rằng là nó là đồ mềm đi nữa thì cũng không có nên làm như vậy, nhất là cái máy mà ở những nước mà có mùa đông mùa lạnh đó thì nó rất là mau hư nha. Thì sau khi bỏ đồ vô thì mình á, không nếu mà không có cái nút Irish, không có nút fill, không có cái nút mà để đề dặn dặn á, thì mình nên làm như vậy. Bỏ lên đó. Cho nó gớt xuống rồi bỏ lên đó. Cho tới khi nào á, mà bên trong á, nó không còn những cái đồ to nữa thì lúc đó mình mới để cho nó tắt đi. Thì
thì á, nếu mà làm theo cái cách này đó thì cái máy á, mình bảo đảm dù gần cái máy rẻ tiền, mua cái máy 20-30 đồng thôi, mười mấy 20 đồng cũng được nữa, vẫn có thể là xài 10 năm cái motor nó không hư. Nếu mà làm giống như mình nha, này nó chỉ có một cái nút á, là khi mà bấm lên á là nó tốc độ nó lên xuống như vậy, thì làm sao để đằng mà xay nước đá hoặc là xay đồ cứng được. Thì bây giờ như vậy nha, mình cũng mở ra, mình sẽ bỏ những cái viên đá viên vô, nó xay vẫn nát nha, độ cứng cái nào xay cũng vẫn được. Nếu mà các bạn, các chị, các cô mà có kỹ một chút á thì cắt cho nó nhỏ một chút xíu, còn không á thì cắt to khoảng bằng thùng nước đá hoặc là gấp đôi thùng nước đá xay vẫn được, nhưng phải làm theo như, giống như mình nha. Để cái máy vào đây, mình ví dụ là mình không xài cái nút này nha, nó chỉ, cái máy hoàn toàn không có cái nút nào hết. Thì thông thường thì các bạn, các chị, các cô bỏ vào và chỉ để cho nó bấm xuống và để cho nó xay suốt thôi. Nhưng mà nếu mà xay đồ cứng thì phải làm theo như mình đây, nhấn xuống rồi buông ra, nhấn xuống buông ra nha. Buông ra, chờ cho tất cả những cái mà nó chưa chặt, nó chưa xay á, cho nó gớt xuống xong rồi bắt đầu mới làm tiếp. Rồi nó ngưng rồi, bây giờ mình làm lại. Thì nếu mà làm theo cái cách này á, mình bảo đảm cái máy nó sẽ không bao giờ hư. Bởi vì nếu mà cái máy mà mình không xài một thời gian á, thường thường á cái cây shop bên trong á, tiếng Việt mình không biết kêu là cái gì, cái lock bên trong á, lúc nào nó cũng bị rít do những cái cộng đồng quấn bên trong. Khi mà mình vừa bỏ cái đồ nặng xuống mà mình không cho giống như đề ba cho nó ấm lên, nó sẽ giật vài lần thì cái cây shop bên trong á, cái cây lock bên trong á, nó sẽ bị nghiêng, hoặc là cái bật đạn nó sẽ bị cong, lâu ngày thì nó sẽ hư nha. Thì đây, thì nếu mà mình xay cái máy xay sinh tố bình thường của mình thôi, mình vẫn xay nước đá được, với điều kiện là các chị làm giống như mình. Đây, có thể nói là đôi khi nó còn nhuyễn hơn cái máy kia nữa. Đây, nó còn nhuyễn hơn là cái máy xay sinh tố luôn. Nếu là nếu mà các bạn, các chị, các cô xài dùng theo như ý mình. Và mình cũng xin chia sẻ nữa là khi mà sau khi mình sử dụng rồi đó, mình rửa đi á, thường thường á, theo như mình thấy có nhiều người á, chỉ rửa cái này đi xong rồi một là úp về hướng này. Sau khi vệ sinh cái máy, xài xong vệ sinh cái máy, một là úp về hướng này, úp lên cái sống chén như vậy. Hai là cứ để như vậy, thật ra úp xuống hoặc là để lên như vậy đều sai hết nha. Thì sau khi mà mình rửa, mình vệ sinh nó rồi đó, thì mình nên úp xuống như vậy khoảng chừng cho nó khô ráo đi khoảng chừng 5-10 phút, mình nên trở lại thêm một lần nữa, rồi sau đó mình mới đem cất nó đi nha. Bởi vì nếu mà mình rửa xong mà mình để, phần nhiều mình thấy thì người ta sẽ để như vậy đây, thì bên trong đây nó khô ráo thiệt, nhưng mà khi mà mình rửa nước nó sẽ còn đóng ở phía bên trong đây nha, lâu ngày nó sẽ mọc nó những cái ten và nó rất là dơ. Còn nếu không thì để như vậy á, thì là ở đây nó vẫn móc bị dơ. Và một khi mà móc cái miếng ron mà bên trong đây mà nó móc rồi đó, mình có thử làm một lần rồi, mình lấy ra chùi không sạch nha. Và nếu mà mình có chùi sạch đi nữa mà mình để lại đó, thì cái ron của nó vẫn hở, mình không có xay đồ có nước được, nó bị rỉ ra và lâu ngày nó sẽ làm hư cái lốc này luôn. Còn cái này á, dù rằng á, nếu mà mình làm kỹ cái nào kỹ á, thì bên trong đây lúc nào nó cũng bị văng nước, giống như các bạn thấy đây đó, nó vẫn bị văng nước. Vì vậy nên cũng khoan, hãy đem đi cắt lại nha. Mình có thể một là lau sơ, hai là để ập xuống như vậy một chút xíu cho nó khô ráo cũng được. Còn không thôi, nếu mình không có thời gian thì mình lấy cái dẻ khô á, mình vệ sinh phía bên trong đi, như vậy là được rồi. Ok, bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn video sau. Nếu các bạn thấy video này hay hay là hữu ích thì hãy comment, like và share cho mình ha, nhất là các chị các cô đó. Còn nếu mà chưa subscribe á
subscribe một cái cho em nha. Kế bên subscribe nó có cái chuông, bấm vào cái chuông cái nữa, chọn là tất cả để mỗi khi mà em có video mới ra đó thì YouTube sẽ thông báo tới cho mọi người liền. Ok, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye.